bạn mình là bên đây. Thì hôm nay mình vẫn là còn dư tiền lì xì, nên là mình sẽ bỏ tiền lì xì ra để chơi thử một cái game có tên là Roblox Welcome to Bloxburg. Thì cái game này đang ở dạng beta. Thì mình nói giỡn gì thôi, chứ cái game này mấy bạn phải tốn 25 Robux để giờ chơi nha. Còn bây giờ thì để coi có gì không. À, không có gì cả. Rồi, bây giờ mình vô nha. Chúng ta đầu tiên nó sẽ cho chọn nhà. Thì mình nghĩ là nên chọn cái này nữa. À, cái này miễn phí nè, quên chứ mình để quên để ý cái giá chứ. Nem tên nhà hả? À được rồi, đó. Rồi. Bú, tên nhà nha. Rồi giờ tới phiên tiếp theo là mình cái này mắc quá. Bữa đây ngày thứ nhất thì mình nó sẽ cho mình 100 đô. Đó, vậy là mình có 2.600 đô rồi. Còn này là cái gì vậy? À, không có gì. À, đây là nhà của mình nè. Wow, nhà đẹp chứ. Ê, mình chưa đói mà. Để từ từ đi. Cái này là tivi. Ở đây là kệ sách. Cái gì vậy? Ủa gì vậy ta? Mình đang làm gì vậy trời? Rồi. Mở cửa. À, đây là trong phòng tắm. Rồi, đóng cửa lại thôi. Ở đây là tivi. Ngầu coi. Channel. Rồi, ngầu xuống coi. Cái thầy. Còn đây là coi mình đói rồi á. À, đang làm cái gì vậy? Hả? À, bạn này qua nhà mình chơi. Đây là còn ở đây là có cái này cũng vẫn có sách với lại cái này mình là tuổi teen nha. Ủa, à có này hay là nhỏ luôn, teen được rồi. Còn cái này là thôi mà bình thường ấy rồi đó. Mình hình như là mình nhỏ hơn xíu hay sao. Giờ đi đâu nữa ta? Ngủ hả? À, mình thì hiện tại thì đang đói. Cho ăn miếng táo coi. Hồi nãy tốn 2 đô rồi. Thôi, âm nhầm. Rồi. Thêm trái nữa. Rồi đi ra ngồi. Đóng cửa lại. Âm nhầm. Cái gì vậy? À, xin chào mừng tới Bloxburg. Gì đó. Muốn nói hi gì đó. Rồi, sao vậy? No group, không thành vấn đề gì đó. Rồi, gì? Ôi, cái này, cái vụ tiếng Anh này hơi từ từ đi. Đây. bấm đại bấm thí luôn ơi, chứ mình không giỏi tiếng Anh. Working đi, làm việc. Rồi. À, nói gì đó, không biết nữa. Giờ mình đi đâu ta? Mày mắc quá. Ở đây có gì là làm việc không? Để coi.
work nè. À quái, work nè. Go to work. Cashier hả? Hay là fisherman? Fisher đi, thử câu cá. thử lần đi câu cá cái coi. Vô thôi. Thử lần đi câu cá coi cảm giác được câu cá ngày Tết. Buổi tối rồi còn đi câu cá nữa. Mấy bạn nó đang lót, mấy bạn chờ xíu nha. À vô rồi. Ủa cái gì vậy? Hả? Ủa sao cái ghế mà quay cái cần mình nó màu hồng vậy? Không sao. Ngẫu đâu ta? À không. Rồi thử câu nha. Ủng. Ủa nước cạn gì? Không không. Mình không. No. Câu nè, bắt. Nước đây nó mấy con cá nè. Coi. Để nha. Á đó, lì. Wow, con cá bự. Rồi, một con nè. Vô nè, con thứ hai nè. Đây, đang chờ. Hai con, ủa con cá màu xanh luôn. Con câu kìa. Đồ đẹp quá. Không, không phải đồ đẹp. Ba con này cá xanh lá nè. Rồi tiếp. Ủa bán cái gì ở đâu ta? Ê. À, cái con hồi nãy có con nó cắn câu. Ủa có sale game luôn. Vậy sale ấy. Đó. Bốn con. Rồi con này con xanh dương. Rồi thêm 5 con. Tiếp. Cứ thêm vậy á. 6 con. U con cá hồng. Thôi để từ từ mình câu tiếp. Còn giờ là Mình có người khác để làm hay sao nào. Làm nghề này được nè. Thác 2 sô cô la crop. Caramel. Đâu ta? Cái ủa đâu có đâu. Thác sô cô la. À. 2 cái. Rồi caramel. Rồi. Còn tiếp theo là một cái vanilla. Một vanilla. Rồi một dâu với lại đậu phộng nghiền. Một dâu với lại đậu phộng nghiền. Đây. Ủa, có phải không? Như là không phải, hình như đậu phộng nghiền là cái này hay sao nè. Nó coi lại một cái sô cô la vậy, dâu với lại russet bennett. Ê, chết rồi, lộn hả? Một cái vanilla với lại một dâu. Đây vanilla, dâu với lại siro caramel. Này. Ngon nè. Một chuối, một vanilla với lại siro caramel. Ấy khoan. À một dâu, một với lại này. Excellent luôn, mới đã chứ. Vanilla chuối. Ờ mấy vanilla với lại dâu lộn. Mình lộn, cứ lộn chuối quá chợ. Với lại sparkle. À cái này. Ờ mấy sprinkle gì đó. Còn này là muốn nói thằng này là chỉ muốn 2 cái sô la thôi. Này. Cái này công việc thứ hai.
Ô tiếp tục đấy. Giờ còn công việc gì nữa không ta? Để coi coi. Ê, mình đi đói, mình đang đói rồi, chị mình đi ăn nha. Skill là à. Để coi có gì đi ăn không? Đi ăn đâu ta? À, thấy thấy có cái hình như cái quán gì đó đó. Ủa này chạm xăng. Mấy bạn chờ xíu nha. Ồ hơi lắc. Rồi. Cái quán ở đâu ta? Quán ăn ở đâu à? Maimoto. Cái quán hamburger hay là thức ăn gì? À đây đây thấy rồi. Trời ơi, nãy giờ tìm không ra. Vô đây thôi nào. Order thức ăn hả? Muốn pizza. Có một miếng pizza nhỏ à. Ngầu. À thôi kệ. Trời ơi, có một miếng pizza nhỏ xíu sao no trời. Ủa no luôn thiệt luôn hả? Còn năng lượng thì sao ta? Mega. Cái này tăng. À, cái này không phải có. Ủa gì chứ năng lượng rồi với cái máy kia nó ở đâu ta? Kiếm đâu? Vui thì mình biết nè, mình biết có chỗ mà để mà vui vẻ nè. Qua đây nè. Để cái vậy để mình teleport qua. Chờ xíu nha. Rồi, mở cái cần. Cái khu cái chỗ vui chơi đi nè. Ở đây để tăng thêm độ vui vẻ sao nè. Ấy, đánh ngầu. Xong cho ngầu. Ôi. Đó rồi. Trong đây mình ngồi bình thường mà. Thôi, để mình đi về nhà. Làm gì? Về nhà nè. Ủa? Ở nhà mình đâu? À. Go to house nè. Về nhà. Để đi tắm rồi đi ngủ. À đúng rồi, mình hình như là mình biết là cách để mình tăng năng lượng. Hình như là ngủ. Cái này nhiều việc làm vui quá. Không biết cái này mình mở thêm phần nữa được không ta? Làm phần 2 luôn nha. Nếu được thì mình làm luôn. Rồi. Chứ thấy mình thấy cái game này nó hay quá. Bây giờ là trước tiên là mình phải đi tắm nè. Ê quên quên, đóng cửa lại, đóng cửa lại. Rồi. Trời ơi, nãy giờ chưa chưa tắt tivi luôn. Mở cửa. Vô tắm thôi. Trời ơi đã quá. Anh nhớ mấy hình trước là có cái video mà anh kia bị đình đình trộm khi đang tắm. Nó cũng vui. Đó. Rồi. Ê. Đâu ơi, ra bị kẹt. Rồi, trời ơi, ngầu ỉ. Nó có, à, không có gì hết trơn. Ôi, chết rồi, bị kẹt ơi. Ôi, giờ sao ra? Đâu? À, có cách. qua lại. Tự nhiên mình bị kẹt trong đây luôn rồi. Không biết cách ra luôn. Rồi. Ra lại nha. Sau đó mình sẽ đi
cũng lạnh có gì. Ủa không có cái gì luôn á. À đây đây, mình có hot dog thì đây, nướng nè, nướng hot dog nè. Đó, trời ơi ngon quá. Ôi ừ, ngon chưa. Trời ơi, mình tự nấu ăn luôn à. À, rồi giờ tới phiên đi làm gì nữa ta. À, ủa làm gì nữa rồi? À đang nướng, chờ xíu. Đã quá. Xong tiệc chiều mới nấu. Ê chết, chết rồi, mình chưa đói, thôi ăn miếng cho đỡ buồn đi. À quên, không mở thấy được, phải để anh bàn. Bàn ở đâu ta? Bàn ở để rồi ăn. Ông ngon ngon quá. Rồi mình hết đói rồi. Lấy ủa à ha, mình để đâu ta? Rồi để đây, sợ đồ ăn bị thiêu. Bây giờ mình sẽ đi ôm chết rồi, cái độ vui vẻ mình sao nó tuột vậy ta? Không biết có cách nào không nữa. Fisherman cái này. Ô quá trời việc để làm luôn. Hình như là xong. Mình có thể mở thêm nhiều phần á. Ngon á. Được á. Nhưng mà cái quan trọng nhất trước tiên là mình không biết cách vui đâu. Để quay xong rồi mình mò nha. Mình tìm hiểu. Tìm hiểu xem. Cái gì vậy? Cái này có tăng thêm gì không? Ồ cái này nó lại càng giảm cái độ sạch sẽ của mình nữa. Ôi chết rồi, bây giờ làm sao để tăng độ vui vẻ đây? Thử qua bên cái chỗ câu cá coi. Chỗ câu cá nó có cái khu lộn rồi. Giờ sao chờ? Thôi để từ từ đi. Chắc để lớp còn đây xong rồi, còn đây là muốn rồi. Ở đây là classic burger, là hamburger bình thường. Còn đây là muốn món này với lại boxy lộn cola rồi. Ngon rồi. Còn đây là burger gì đó không biết nữa. Rồi. Đây thì muốn hai cái burger nhân đôi với lại Coca. Ủa? No, bị kia. Đây cái này. Còn cái này là muốn Deluxe Burger với lại một cola. Còn ở đây là hai cái burger. Thôi thôi mệt quá. À. Ôi chết rồi, mình làm sao để mà có cách nào để vui không? No. Ok. Giờ xem tivi hoặc là đâu, biết cách rồi. Về lại nhà. Phải về lại nhà thôi. Mà mình nghĩ cái video này nó cũng đã dài rồi.
mà mình sẽ làm thêm một cái phần nữa là phần 2 ở mùng 4 nha. Còn giờ mùng 3 mình đi chơi mùng 3. Thì cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Thì nếu thấy thích thì hãy like, share và đừng quên ấn nút đăng ký để ủng hộ mình, để mình có thêm động lực làm nhiều video nha. Còn bây giờ thì bye bye.